Cái xương chân gà và khoảnh khắc của tình yêu. Nói thì dễ, làm thì khó, và sống càng khó hơn nữa. Đó là thực tế trong cuộc sống của con người, nhất là đời sống gia đình. Để rồi nhiều gia đình gặp trục trặc, dẫu biết, nhưng rồi để cảm, để thể hiện và trao ban tình yêu dành cho nhau không phải là chuyện dễ. Không trau dồi kiến thức, không cảm nhận và không vun vén cho hạnh phúc gia đình thì không sớm thì muộn gia đình sẽ vỡ tan. Vừa rồi tôi đọc được chia sẻ rất thật của một đấng lang quân trí thức và thành đạt. Kể rằng tôi ngồi ăn năm 1987 còn đói lắm, có một dĩa thịt gà luộc là oách lắm. Thế mà tính tình người đàn ông nói chung và tôi nói riêng, ăn oằn oằn xong bỏ cái chân gà xuống mà tào lao coi tivi bốc phét với mấy đứa con. Tôi quay sang, tôi không ngờ luôn, vợ tôi cầm cái chân gà ăn và gặp một cách bình thường, gặp lại cái chân gà mà tôi vừa gặp. Tôi không hiểu nổi nữa, tôi không muốn giải thích, bởi vì giải thích cũng không được. Tôi nghĩ cũng không ra về việc vợ tôi gặp cái xương mà tôi vừa bỏ xuống bàn. Chỉ còn một cách giải thích là vì người ta yêu mình quá, người ta yêu mình thật lòng, nên người ta hy sinh đến tận cùng. Và chính từ khoảnh khắc đáng yêu cái chân gà của vợ, anh bắt đầu thay đổi cái nhìn, thay đổi nhận thức về vợ mình. Anh nói rằng chỉ có người phụ nữ Việt Nam mới có phẩm chất như vậy, và vợ anh mới như thế. Từ chỗ coi thường, anh đã thay đổi cách nhìn và trân quý vợ mình. Nhiều người đã sai khi mặc định người phụ nữ là cần cù, là nhẫn nại. Khi đó là lạm dụng họ, xây dựng hình ảnh của một bé gái chạy theo, như thế thì không ổn. Anh chia sẻ thêm, người đàn ông đã lạm dụng cái tốt của người ta. Cái tốt tôi rút ra là người đàn ông quá lạm dụng. Đến ngày hôm nay, tôi hài lòng với tôi, với tất cả những xã thân của tôi. Họ xứng đáng đón nhận cả vật chất lẫn tinh thần của tôi. Anh thừa nhận rằng hành vi của sửa sai của anh từ khi anh nghiên cứu môn phụ nữ học. Để rồi sau khi nghiên cứu, ngày hôm nay anh đáp đền những cái mà vợ đã trao cho anh. Thật thế, sau khi hiểu phụ nữ thì người chồng dễ chủ động và đáp lại những cái họ trao cho chồng. Hiểu phụ nữ làm sao? Miễn là làm sao cho họ cười. Đơn giản, ánh mắt phụ nữ cười rạng rỡ thôi cũng là đủ. Đơn giản vì phụ nữ là người để yêu và để chiều. Nghe những lời chia sẻ chân tình đó, bản thân tôi chợt nhận ra rằng bất cứ cái gì trên đời này cũng phải học,
kể cả học chuyện làm vợ, làm chồng. Tiếc thay, nhiều và rất nhiều vợ chồng bỏ qua giai đoạn học trước khi cưới. Buồn cười là nhiều người phán ngay cái câu lấy vợ lấy chồng cần gì phải học, sau khi nghe khuyên giải phải học trước khi đám cưới. Tình trạng ly hôn ngày một gia tăng. Có lẽ do nhiều người làm vợ làm chồng quên đi kỹ năng sống và quên đi kỹ năng làm vợ làm chồng của mình cần phải học trước đã. Khi cưới nhau về, ban đầu có thể do nghèo, sau thời gian làm ăn khấm khá thì đua theo bạn bè cũng có quà mừng trong dịp lễ dịp Tết, nhưng có khi đưa cho xong mà mình không biết rằng người ta cảm nhận điều gì. Nhiều khi đưa quà tào lao mà cứ nghĩ đó là phụ nữ cần. Điều mà phụ nữ cần đó là sự chăm chút, chứ không phải là tiền bạc, là vật chất. Đến lúc cậy tiền, đến lúc cậy hoa lá cành thì là lúc chẳng hiểu gì về phụ nữ. Và rồi, ngày mỗi ngày tương quan vợ chồng càng xa cách. Tình cảm nam nữ ban đầu là yêu nhau, để rồi sau đó thành vợ chồng. Ban đầu có cái tình to lắm, nhưng rồi sống với nhau lâu thì mâu thuẫn xảy ra do sự phát triển. Nếu giải quyết được thì càng hiểu nhau hơn, thì cái tình cái nghĩa đến một giai đoạn nào đó cảm thấy không còn là tình nghĩa nữa, mà là cùng chung một dòng máu, dẫu hai người dòng máu khác nhau. Sau đó những lời bóng bẩy thay thành những tình cảm chân tình hơn, trân quý hơn dành cho nhau. Quy luật chung thì sự nhàm chán xuất hiện sau thời gian dài chung sống. Xét về góc độ tình thì sự so sánh xuất hiện, cho nên hai bên phải biết mình còn yêu nhau không. Thường thì hay rơi vào chuyện nhàm chán và so sánh với người khác. Nhàm chán và so sánh là kẻ thù của hạnh phúc gia đình. Nếu hiểu thì từng độ tuổi tiến triển, cho nên càng hiểu tâm lý để rồi cùng nhau vun đắp. Càng ngày càng thêm tuổi, không thể nào yêu vợ hay chồng mình như cách mới yêu. Phải đây thay đổi để cho sự cho đi và sự nhận lại được nâng cấp dần theo lứa tuổi, và cả hai cùng song hành thì mới có mái ấm hạnh phúc. Thật thế, nói thì dễ nhưng làm rất khó. Hiểu biết, nhận thức, yêu nhau thật nhưng nhận thức rất quan trọng. Cách thức của người phụ nữ khác. Người ta chê mà thật sự là người ta khen. Người phụ nữ nói nhiều khi làm cho đàn ông buồn thật, nhưng khi chưa hiểu, chưa nhận thức thì sẽ buồn. Chưa hiểu cái giá trị người nhận mà người kia giao cho, nên rồi bằng cần phải học vấn và thời gian sẽ thay đổi. Cái gì cũng cần có quá trình, để rồi người đàn ông và người phụ nữ cần rèn luyện, để bản thân mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Hạnh phúc gia đình hẳn nhiên không do một người vun đắp, mà là từ hai phía. Cần lắm sự sẻ chia của người vợ, và cần lắm sự cảm nhận của người chồng ở những khoảnh khắc, như khoảnh khắc cái chân gà đáng yêu mà tôi đọc được. Khi không cảm nhận được sự hy sinh của vợ thì người chồng vô tình vứt bỏ đi hạnh phúc mình đang có trong tay. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa,
trong đời sống hôn nhân gia đình. Cần và vẫn cần sự cảm nhận và thấu hiểu. Gia đình là nghệ thuật sống. Cho đi và nhận lại cũng cần có nghệ thuật. Để xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình thì chuyện chia sẻ, quan tâm và nâng tầm kiến thức để đưa ra hành động đúng đắn nhất gìn giữ gia đình phải đến từ hai phía, vợ cũng như chồng.